Đây hôm nay em mở côn cái thực tế cái tép neo NG750 từ thường và từ neo các bác nhé. Cái từ neo thì nó ở bên trong thì các bác biết nhiều rồi. Em mở video rất nhiều những cái từ thường thì em mới mở một video thôi. Đây là cái loại từ thường này, từ 170 côn 75 này. Đây là từ neo này, côn 75 này. Cái từ leo thì nó là 500 vĩnh cửu, nó bé nhưng là độ nhạy nó cao, nó khỏe lắm. Nó sáng và nó lẩy các bác nhé. Còn cái từ thường là từ to nhưng mà lại không bằng được từ neo. Từ của nó bằng đá. Cái loại từ thường của NG này nó còn đắt hơn các loại neo khác trên thị trường. Đấy. Nó là phiên bản đặc biệt mà. Các bác tiếng của các cái dòng thép xịn này ấy, thì nó sẽ rất là sáng và lẩy. Và nó nhuyễn. Nó sẽ giúp cho anh em về cái độ thẩm âm nhiều hơn. Đấy. Thẩm âm tép nắp nhôm mình bông hoa nhá. Cái loại này là loại 750 và có cả loại 450. Đây. Mở côn ra bên trong. Đợt này NG làm cực kỳ đỉnh luôn. Đấy, bên trong thì nó sẽ có một cái lắp nhôm như này. Tại sao mọi người hay bảo nó là lắp nhôm? Thì cái lắp này của nó bằng nhôm nhá. Còn cái côn của NG này. Đấy, cái từ thường mà nó có cái loại nõi kim loại này mới là đỉnh này. NG nhá. Khe từ có viền đồng. Khe từ có viền đồng. Lõi kim loại. Côn của nó này, côn dẹt. Đấy, các bác nhìn nhá. Đây là NG từ thường mà nó đỉnh như này cơ mà. Còn từ theo thì cũng là cốc nhôm mà cái lõi bằng kim loại rồi. Cái từ leo bằng lõi bằng kim loại nó không nói làm gì. Vì nó cũng đơn giản bình thường thôi. Vì loại xịn thì bao giờ nó cũng làm cái loại này. Đây là neo khối. Còn đây là từ thường này. Đỉnh thật sự luôn. Đấy, các bác có nhu cầu đến tép 750 từ thường NG, 750 từ neo, thích loại nào alo thẳng trực tiếp cho em để lên đơn. Giá cực kỳ tốt với các cái dòng tép NG. Hiện tại giá bây giờ đang ok lắm các bác nhé.